Thua trận kia xong thì em đấu điểm sao nhỉ? Yes. Homus.
Thomas. Alamaz. Zokantal. Thomas. Thomas. Yuri. Rogan. Thomas. Thomas. Alamaz. Tani. Isa. Alamaz. Tani. Thomas. Alamaz. Thomas. Thomas. Oklahoma, Oklahoma, Alma, Eber, Tani. Kalari, Thomas, Alma, Thomas, Yuri, Alma, Sophogan, Sophogan, Alma, Alma, Sophogan, Alma, Thomas. Hello? Alo, 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 alo. Vâng, quay trở lại với trận đấu thôi, em vừa đi vệ sinh một chút xíu, anh em thông cảm nha. Hơi đau bụng. Đây là màn hình máy của thạc sĩ Mạnh Hào. Đúng là bài 24/24 của Iamoto. Hình như là trận đấu thứ hai rồi đúng không anh? Hay là trận vừa rồi? Ở trận. Vẫn là trận vừa rồi thôi, em xin lại cái Thường ơi, em xin lại cái quân này em ơi. Như vậy là bên phía đội bạn cầm AC và Roman. Xuân Thứ là cầm Roman và AC đánh TT. Trong khi đó thì Văn Hưởng cầm Min và là của Mạnh Hào. Cùng xem Mạnh Hào làm gì vào nhà của MOBA đây. Có quẩy để quẩy vào bãi bò nhỏ của MOBA. Và như vậy là Mạnh Hào đang muốn úp sổ những bên. Có P này. Đây là con chém mới chỉ có công. Nhưng thời điểm hiện tại bên bạn mới chỉ có một chém thôi. Thêm một nhập B nữa được đắp ra. Nói chung là cứ ăn dần trước đã, còn tất cả tính sau. Họ mất vàng rồi, sẽ không thể sóc được P nữa. Bên mình thì vẫn còn là ăn được vàng, không cần phải bò bế gì cả. Một bài như vậy là 16 TT đang đẩy con cung T của mình qua đây. Cẩn thận nhá. Ôi xa. Lọt nhà hơi đáng tiếc nhỉ. Chết một dần ở bãi ruộng, không, hai dân ở bãi ruộng. Tiếp tục được một chém nữa, họ vẫn ra được chém nha. Bài Roman đang đối đầu lại với những con lìa một con chém lìa một tổ có phù đỏ là tươi. Như vậy là tươi rồi. Bình tĩnh cả, vẩy hết đen, đen đi. Làm sao mà dò mà phù được thì phải tính. Như vậy là bên phía đối bạn đang muốn sóc sọc đơn rồi, kích bạch xe. Vẩy nó vào, vẩy nó vào, ăn ruộng nào. Dương Đông và kích sang Tây Ban Nha. Ăn dần đi, màu 6 đang muốn tạt một đơn. Trong khi đó thì Văn Hưởng chưa bị ai động vào. Và mất con phù, nói chung là mất là cái điều chính xác thôi. Có cung giờ để lấy cái gì ra mà ăn phù, ăn để lại những con phù đây. Đi vào nhà màu 3, một bài màu 3 không khỏe. Nhưng họ đã có bánh xe và sẽ chuyển được những con sọc đơn. Và mình thì bây giờ thì không sóc được quân nữa rồi. Họ thì vẫn còn nguyên ruộng để có thể ra đều được hai nhà BL. Trong khi đó thì mình đang yếu. Mặc dù chém yếu được họ là thời điểm đầu. Văn Hưởng 44/52. Đang sang nhà của Mạnh Hào để có thể kê cho Mạnh Hào. Và thậm chí đã đẩy mùa 3 luôn. Giết. Hay lắm. Hưởng đang có rất nhiều ruộng rồi. Bây đây sẽ là một bài mà Văn Hưởng sẽ lại cần. Vâng, cân cả ba nhà để cho nó mát đi em ơi. Góng này mà làm anh. Đang bị những cái cung giờ của AC công lên. Bắt những tên quần của Văn Hưởng. Bây giờ phải tụ lại em ơi. AC nó đông lắm rồi đấy. Cung A sẽ nở ra là rất nhanh thôi. AC đến nơi thì mình cũng sẽ có tầm khoảng hơn chục con cung A để đỡ. Căn bản là màu 3 Roman sẽ có những con sọc đơn để đảo. Nó vẫn là vấn đề để cho cung RAC bắn. Trong khi đó thì Mạnh Hào bây giờ thì không còn quân nữa rồi. Thêm một nhà BA thứ 5 dành cho Văn Hưởng. Khả năng là vẫn phải lên giáp đây em ạ. Hiện tại chưa cần lên giáp 4, lên giáp 2 là được rồi. Những cung giờ AC đang đông. Nở thêm một tơn nữa ra là đỡ nhà tươi thoải mái. Cung giờ Minh Oan nó khác à, cung A Minh Oan nó khác bọt lắm. Đây chỉ là những cung giờ AC dưới dốc thôi. Như vậy là chết tầm khoảng 1 đến 2 con cung A. Tuy nhiên
nhà thì vẫn là đỡ tươi. Rồi bạn đang muốn móc máy để cho Văn Hưởng yếu. Hơi yếu tơ này, không sao. Nhà vẫn đỡ tươi với cái tam 46/76. Còn rất nhiều ruộng ở nhà rồi, tăng thêm dân ăn vàng, tăng thêm cả A nữa thì là tươi hơn. Cùng Messi đang mất là cực kỳ nhiều. Nhưng cẩn thận một bài mà Roman với là cái thế khỏe này em à. Kích luôn cái chặt gỗ. Cái chặt gỗ 2 lên tầm xa 7 cộng 4 dành cho những con cung à. Đây rồi, cung AC móc máy quá nhiều mặt. Ui rồi, nó giết dần kìa. Khó chịu nhờ. Vậy em vào em ơi, bắt hết tên quần này nó đi. Nhưng là mất đạo rồi. Cung A sẽ phải giải ra hai mặt, móc cả hai mặt luôn dành cho những cái cung giới xì trong tay của Titi. Đánh hay thế nhở. Ông này ông đang đánh như kiểu như là Dương Đông và kích sang Mỹ. 52/88, cái thế mà Minwan sẽ phải cân đôi khi mà Mạnh Hào Tham chỉ còn 19 dân đang phải chạy khắp bản đồ, không thể ra được quân nữa, đang xón thôi, xón từng con chém một. Trong khi đó thì Văn Hưởng, Tham Văn Hưởng nói chung là chỉ tầm khoảng chỉ tầm to khoảng bằng AC thôi, không phải to quá. 58/69/92, nhưng bên họ đang có hai nhà, mình thì chỉ còn một. Bây giờ cung nếu cung A của Minh Hoan nó có cân đôi đấy không thì cần phải chờ vào xem là Văn Hưởng có phải là một tay cầm chủ lực chắc hay không. 63/96, như vậy đang muốn có một turn up và quá đông rồi. Khả năng cái turn này đỡ được thì vẫn chơi được, nhưng mà không đỡ được thì khó. Rất nhiều chém đến từ màu 3 và cả những con sóng đơn cùng với những cung giới AC đang ở trên dốc và tiềm xuống. Căn bản là cung giới AC nó được bắn chùa kìa, và lượng chém cũng như là lượng sóng đơn của màu 3 đang quá nhiều. Cung giới AC đang tầm khoảng hơn một kích, khó. Và chúng ta di sải ở trận thi đấu thứ hai, trong trận đấu thứ hai này. Khó nhỉ?